Đời thật nữ chính phim Squid Game Ho Yeon Jun, top 50 người mẫu của thế giới, bạn thân Jennie nhóm Blackpink. Ho Yeon Jun là một gương mặt đình đám trong làng thời trang Hàn Quốc, với kinh nghiệm lên tới hơn 10 năm trình diễn cấp quốc và từng xuất hiện trên bìa nhiều ấn phẩm quảng cáo, tạp chí danh giá. Đặc biệt, năm 2021, mẫu nữ này lần đầu ra mắt với vai trò diễn viên và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh trong Squid Game, trò chơi con mực đang làm mưa làm gió trên Netflix. Ho Yeon Jun bắt đầu sự nghiệp trình diễn thời trang của mình khi mới 16 tuổi. Thời điểm đó, cô không gia nhập vào công ty quản lý nào mà làm việc với tư cách người mẫu tự do. Nhờ gương mặt đậm chất châu Á nhưng không kém phần cá tính cùng chiều cao đáng mơ ước, Ho Yeon Jun nhanh chóng trúng hàng loạt các show diễn tại tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week suốt 2 năm liên tiếp. Sau đó, chân dài sinh năm 1994 này tham gia cuộc thi Korean Next Top Model 2014 và đạt danh hiệu Á quân. Cũng từ đây, tên tuổi của Ho Yeon Jun nổi lên như diều gặp gió. Thậm chí, cô nàng còn được tạp chí Vogue khen ngợi là sở hữu vóc dáng cùng tài năng trời phú để trở thành mẫu nữ hàng đầu của Hàn Quốc. Bước ra khỏi cuộc thi, Ho Yeon Jun chính thức đầu quân cho SC Model, công ty quản lý lớn nhất Hàn Quốc. Đầu phủ sống của nàng mẫu 27 tuổi dày đặc trên các ấn phẩm thời trang Vogue Korea, First Look, Nylon Korea hay Elle Wedding khiến nhiều đàn chị trong nghề phải e dè. Không chỉ dừng lại ở đó, Á quân Korea Next Top Model 2014 còn gặt hái được những thành công vang dội tại thị trường thời trang quốc tế, liên tục đắt show trên các sàn diễn đình đám của nhiều nhà mốt như Gucci, Fendi, Chanel hay Louis Vuitton. Với hơn 10 năm kinh nghiệm chinh chiến, hiện nay Ho Yeon Jun được mệnh danh là con cưng đắt giá của làng thời trang xứ sở Kim Chi và lọt top 50 người mẫu hàng đầu do trang Model.com bình chọn. Năm 2021 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình trong sự nghiệp của Ho Yeon Jun. Chân dài 1m76 lần đầu tiên tham gia diễn xuất và trở thành nữ chính trong Squid Game, trò chơi con mực đang gây sốt trên nền tảng Netflix hiện nay. Cô đảm nhận vai Kang Se-pyeok, người mang mã số 067, từng đào tẩu cùng gia đình từ Triều Tiên sang Hàn Quốc để có thể kiếm tiền đón em trai ra khỏi trại trẻ mồ côi và mua được nhà. Kang Se-pyeok đã đặt cược mạng sống bản thân, tham gia trò chơi sinh tồn bí ẩn với tham vọng giành được giải thưởng 45,6 tỷ won, tương đương 878 tỷ đồng. Dù là tác phẩm đầu tay tham gia, thế nhưng Ho Yeon Jun đã rất xuất sắc thể hiện được nhân vật với gương mặt biểu cảm bên ngoài sắt đá, nhưng nội tâm tính cách lại rất sâu sắc. Thậm chí, rất đông khán giả xem xong Squid Game còn khen ngợi và cho rằng cô xứng đáng được sống sót hơn cả nam chính. Bên cạnh sự nghiệp nổi tiếng, về đời tư, nữ diễn viên kim người mẫu 27 tuổi cũng khiến fan vô cùng ngưỡng mộ khi có tình yêu 6 năm viên mãn bên Lee Dong-hui. Sau nam từng tham gia Reply 1988, cô nàng này kém bạn trai tới 9 tuổi, nhưng cả hai vẫn luôn hạnh phúc và là một cặp đôi đẹp của KBIS. Ngoài ra, Ho Yeon Jun còn là bạn thân của Jennie, Blackpink. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.